Và đây cũng là năm thứ ba anh tham gia hoạt động này rồi. Thì có thể nói đây là một hoạt động xã hội khá là hữu ích, nhằm tạo cái hoạt động cho cộng đồng, cũng như là gom góp quỹ từ thiện để hỗ trợ một số cái trường hợp khó khăn. À, em nghĩ là nếu mà em tham gia cái cuộc đi bộ từ thiện này, em có thể giúp đỡ được những người đó một phần nào đó, cho dù là rất nhỏ, nhưng mà em nghĩ là em cũng đã rất là tự hào rồi. Thực ra thì năm nào tôi cũng tham gia đi bộ, có cái chương trình đi bộ từ thiện này. Đó, tôi thấy là cái chương trình này rất là bổ ích. Đi bộ là vừa rèn luyện để sức khỏe, nâng cao sức khỏe, vừa thứ hai nữa là cái chương trình tổ chức để gây quỹ từ thiện, là ủng hộ cho những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, rồi những người hoạn nạn. Thì đấy là cũng là cái tình nhân ái của con người đối với con người, và cũng giúp đỡ được mọi người ở trong những hoàn cảnh khó khăn. À, cứ hàng năm vậy đó, năm nào cô cũng có đi bộ ở trong đây, là tại vì đi cho có sức khỏe, vừa vui vẻ, rồi vừa có họp mặt với tất cả mọi người dân ở trong Phú Mỹ Hưng này. Với mình thì đây là thực sự rất ý nghĩa, bởi đầu tiên nó là cơ hội để cho công ty anh em có thể tụ họp với nhau và đi chơi như kiểu đi ra ngoài buổi sáng á. Sau đó là thứ hai là về sức khỏe, thì làm văn phòng biết mà đâu có cơ hội để đi nhiều đâu. Đây như kiểu là cơ hội để đi để tập thể dục á,